Xin chào tất cả anh em nha. Hôm nay em có dư một số máy với lại hai cái cần. Cái hai cái cần này là chuyên để câu sông nha mọi người. Mà thôi giờ em giới thiệu cái dòng máy trước nha. Đây. Mọi người thấy cái máy này chưa? Cái máy này là trâu bò lắm rồi. Trâu là khỏi bàn luôn. Máy eo 4.000 nha mọi người. Đây. Máy này giờ nói chung là nó vẫn êm ái bình thường nha mọi người, nhìn nè. Em quay này bình thường nè. Nó nhẹ ngàn đàng hoàng không? Vẫn nhẹ bình thường. EU4000 mà nhìn nó có như là mấy cái máy Shimano 6-7.000 á mọi người. Nhưng mà máy này đi câu sông thì anh em khỏi phải chê rồi. Khỏi bàn luôn. Đó nha. Cái này thì bây giờ em bán rẻ không? Hôm nay em làm cái video này là coi như là em thanh lý hết những toàn bộ những cái máy này với lại cả hai cái cần này luôn đó. Coi như cái máy eo 4.000 này em mà để cái giá rẻ lại cho anh em câu thôi, 200.000 nha, bao mượt luôn, em thấy không, giá 200.000 máy eo 4.000 nha mọi người. Còn cái này nữa, nói chung là máy mini này anh em thích thì cứ lấy về mà đánh thôi, nhưng mà nói chung là êm máy mượt, nói chung là mới, còn mới cáo luôn nha mọi người. Nói chung là nhỏ quá thì em cũng thích, giờ em chuyển qua em đánh chép rồi cho nên là cái máy này cũng hơi nhỏ, đánh chép thì máy 2.000 thì ok hơn, trong máy này có 1.000 thôi nhưng mà vẫn ok nha mọi người. Cái máy này là cái gì đó, như máy Trung Quốc đó mà, cái gì để cái gì SO1000 gì nè mọi người, chả biết luôn, nói chung là còn mượt lắm, rất là mượt nha, máy mới luôn nha. máy này chắc em bán Anh em nào thích thì bán 150 200 gì đó, chắc chắc bán 150 đi, 150 máy nhỏ này nha, ok ngon lành đàng hoàng luôn á. rồi xong tới hai cái máy này thì Anh em khỏi bàn rồi, mọi người biết cái máy Senna này không? Trước đây là mình ước mơ có cái máy này luôn á, máy này thì thôi anh em suy nghĩ đó, anh em nhìn đi đó, thấy chưa, mượt mà đàng hoàng nha, nhẹ nhàng này đó, quá mượt luôn nha, mọi người thấy không? Chưa? Nói chung là cái máy này á, thì bây giờ nó thật ra là nó vô giá luôn, anh em tìm không có đâu, Vẫn mượt, vẫn bình thường nha mọi người, không có gì hết. Riêng thì những cái dòng máy Shimano này thì anh em thì khỏi phải bàn luôn, đây là hàng của đúng mà lai đàng hoàng nha mọi người, dòng này thì khỏi bàn luôn. Bây giờ thì nói chung là chuyển qua đánh chép hết rồi cho nên là không có thích mấy cái máy này nữa, cho nên thôi bán đi chứ để làm gì, để lâu quá không có lên móc nữa. Máy này bây giờ nha, em để giá cho mọi người là 700.000 nha. Bây giờ anh em mà tìm máy này thấy hơi hiếm á, với lại nếu mà có cũng không, chắc cũng không ai bán đâu, rất là nhẹ nhỏ thôi. nhàng Máy là máy Senna 4.000 FFD nha mọi người, rất là mượt. Đây tiếp tục cái máy, cái này là Sahara nha mọi người, Sahara là cũng dòng Mã Lai luôn nha, Malaysia luôn nè, thấy không? nói chung là cái này thì hiện bây giờ nói chung là em bán chắc nha, cái này còn mới lắm, mua hình như là mua mới 1.700.000 mấy á, bây giờ em thanh lý giá 1.200.000 nha mọi người. Đây, Sahara quá mượt luôn, thấy không mọi người, dễ không nè, nó thả chạy luôn, thấy không, mình chỉ đợi ghê thôi nha, đây xuống tự xuống, thấy không mọi người, thấy nhẹ chưa, 1.200.000 mấy Sahara C5.000 nha mọi người. Rồi bây giờ tiếp tục đi. Giờ đến hai cần trâu bò nha mọi người. Hai cây này là chuyên để đánh sông. Đây cần cái gì cốt cốt gì sờ cốt bi ông gì đó mọi người. Đây sờ pin vậy. Thật sự ra thì mình cũng chả biết mấy cái hãng cần này là hãng gì, nhưng mà thật sự đánh rất là ok. Kéo cái cha mà đến nỗi mà nó cong xuống thành chữ C luôn mà nó không gãy nha mọi người. Cần đúng châu bò luôn á.
mọi người đánh xong rồi rất ok nha. Cây này như là 2m7, 2m7 nha mọi người. Đây là new 5.1, nói chung đây 2.70 mét nha mọi người. Đây cần 2m7, đây mọi người nhìn kỹ nha. Đây là hồi trước mua để đi đánh cá cha chơi mọi người. Hồi trước đi nói thật ra thì mình cũng đâu có tiền bạc đâu mà đi dựng cần rồi này kia như bây giờ đâu. Bây giờ nói chung thì em cũng lên dòng cao cấp hơn rồi, cho nên là em đánh chép mà em đánh cần nhỏ lắm, nên là em giờ em thanh lý lại hết nha mọi người. Giờ em đi đánh xong cũng vậy, em đánh cần mấy cần lưu á, đánh cho nó có cảm giác mọi người, chứ mấy cần này trâu bò quá. Nè, cần này nữa nè. Hồi trước đây cũng đi đánh cá tra nè, mọi người thấy tem không? Một thanh niên nè. Cần này hồi đập đập câu đập bò thì thôi khỏi bàn. Bây giờ cái cần này là cái gì về Kagita gì á mọi người. Nói chung là mình cũng chẳng biết cái hạng cần gì, anh em mua về cái đánh xong được. Rồi quên đó. Cái cần này để xem, cái này không biết 3 mét hay 2m7 không biết, cái này chắc cũng 2m7 đó mọi người, như 3 mét đúng rồi, cái này 3 mét, cái này 3 mét nha mọi người, cái này để dành đi đập trâu đập bò với xong là ok nha mọi người, câu khỏi sợ gãy bao nải luôn. Cái này bây giờ em để giá cho mọi người là 200.000 nha, cây 3 mét. Còn cây 2m7 này thì em để giá 300. Cây này sờ cốt gì ra mọi người, em để giá 300 nha. Nói chung là đi câu xong riết thì nó thật ra thì nó cũng hơi chạy chạy xíu thôi. Cây này thì chạy ít nha, còn cái cây kia thì nó cũng hơi lâu rồi. Đây nè, em đi câu riết rồi dục tới dục lui nó bị chạy chạy mấy cái mút đồ kia. Với lại đi câu xong thì mọi người hiểu rồi, chạy tùm lum hết trơn à, nhưng mà vẫn rất ok, không lỗi lầm gì, chỉ có chạy thôi nha mọi người. Còn riêng những cái máy á, thì anh em có cần á, thì cứ liên hệ cho em nha. Ở trên những cái video của em có cái số điện thoại của em á, cái số đó cũng là số Zalo nha, mọi người lên đó nhắn tin giùm em vô cái số Zalo nha, hoặc là comment ở dưới những cái video của em cũng được. Đó, chào mọi người nha, bây giờ em sẽ quay lại cho mọi người xem lần nữa. Đây là máy Sahara C5000 nha. Mượt mà còn mới đàng hoàng. Để xem coi có chạy không. Vẫn có chạy nhẹ nhẹ nha mọi người. Nói chung là mình câu cũng thả xuống á. Hai bên đây nè. Nó chạy chút xíu à, không có gì hết á. Cái này là giá 1 triệu 2 nha mọi người. Bao ok luôn, bao em câu luôn. Còn cái này thì hồi nãy mình nói giá 700 đúng không? Đúng rồi. Sena 4.000 FD, Sena 4.000 FD nha mọi người. Cái này giờ hiếm lắm nha. Đó. Hồi trước mình cũng có đánh cái này, mình đi mình cạo cái con cá bò 45 kg nha mọi người. Khỏi bàn luôn. Đây hai cái Shinano. Rồi tới cái xe cái EU 4.000 nha mọi người. Cũng rất mượt nha. Nói chung thì cái này thì câu dục tới dục lui nó chạy luôn hết rồi. Đó. Để giá rẻ cho mọi người câu thôi. Đây, cái cuối cùng 4 cái nha. Rồi, chào anh em nha.